Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một cái lô cây phôi hoa giấy nha. Phôi hoa giấy Mỹ. Cái lô này thì mình vừa bứng ở dưới vườn về hôm bữa, và mình cũng mới vừa cắt tỉa rễ, cũng như là mình vệ sinh đó, bộ đế đó. Rồi hôm nay mình sẽ gửi đến anh em video này nha. Thì đầu tiên mình sẽ tiến hành mình quay cái cây thứ nhất. Cây này thì mình báo giá các anh em là 180k nha. Cây 180k. Rồi 180k, mình có để cái số trên ngọn đó để anh em dễ quan sát. Và mình sẽ tiến hành mình đo hoành cho các bạn coi nha. Hoành cây này là 16 nha anh em. Hoành thân 16 nha. Còn hoành đế thì nó to hơn. Và mình cũng vừa quay vừa đo đó, cho nên nó cũng không có tiện không đó. Thì mình có để cái chai xì tin nè. Đây là một cái chai xì tin thì thông dụng, hầu như anh em nào cũng biết á. Thì mình sẽ để kế bên cây nha, để cho anh em tiện quan sát so sánh nha. Mình sẽ khó mà đo hoành được, tại mình làm một mình nó rất là bất tiện, tay cầm máy tay đo rất là bất tiện. Cây này là hoành 16 nè. 16 thì anh em thấy so với chai xì tin nó ngang ngửa với chai xì tin nè nha. Đó. Rồi thì cây này báo giá 180 tại vườn nha anh em. Thân cao cây này thì nó cao đây, nó cao 91 cm, cao 91 cm nha anh em. Cao từ mặt đế nè, mặt đế lên đây 91 cm, 90 cm đi. Đó. Và cây này mình đo sơ thôi nha, mình để kế bên cái chai nè, các anh em cứ quan sát nha, so sánh, tại mình làm nó rất là lu bu, rất là bất tiện, làm có ơn nè. Rồi mình sẽ quay cho anh em coi giáp một vòng nha. Đế rất là đều, tán tay tự nhiên anh em. Đế rất là đều, tán tay tự nhiên. Cây thì giá tại vườn 180k, không bao ship. Anh em nào chốt thì cứ cứ mà bình luận, hoặc là mà mình có để cái số Zalo ở trên màn hình đó. Mình có đổi cái số Zalo trên màn hình đó, anh em có thể vào Zalo, ép Zalo và trao đổi mình trong Zalo nha. Và cây này cây thứ hai nha anh em. Cây thứ hai này cũng 180k luôn nha anh em. Đế rất là đều. Những cọng rễ này về anh em có thể sửa đế được, cọng này còn sửa được nha. Và chiều cao nó như thế này đây. Lô 180k mình sẽ cho lên một lô 180k trước nha. Đó, anh em cây này thì mình sẽ không có đo hoành thân, nói chung là anh em so sánh với chai xì tin giùm mình nha. Cây này thì hoành thân nó nhỏ hơn cây vừa rồi nha anh em. Đế thì đẹp hơn. Hoành thân nhỏ hơn nhưng mà đế nó đẹp hơn nha. Chiều cao của cây này thì mình đo chiều cao nó sẽ dễ hơn đo hoành, tại vì hoành phải sử dụng hai tay, mình tay cầm máy rồi. Hoành thân cây này thì nó cao 60 60, đây mình đây hoành thân cây, chiều cao của cây tập thể của cây này là nó 88 cm nha anh em. 88 cm. Rồi mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem một bầu đế một lần nữa. Cây này là cây số 2 của lô 180k nha anh em. Anh em mà chốt cây này thì cứ ép Zalo, mình sẽ trao đổi qua Zalo cũng được nha. Cây số 2 của 180k, rồi mình xuống cây. Rồi tiếp sau đây là mình sẽ lên cây số 3 dòng 180k nha anh em. Lô 180k này là cây này, cây số 3 đây. Và anh em cũng so sánh nhà mình với cái thân cây nha, cái thân cây với cái chai xì tin nhà mình nha. Hồi nãy mình có đo hoành thân một lần rồi đó, thì anh em cứ ước lượng theo cái chai nhà mình nha, tại vì mình rất là khó đo, là mình gần là quên à. Rồi thì cây này đế thì nó rất là đều nha, đế rất là đẹp. Đây mình quay cho anh em coi một vòng đế đây, cô đế cũng đều đẹp nha. Thân cao thì chiều cao thì mình dễ đo hơn, cho nên mình sẽ đo chiều cao cho anh em coi, còn cái thân anh em ước lượng hoành thân nhà mình nha. Cái này cao của nó là 58 cm nha anh em. 58 cm chiều cao. Rồi mình sẽ xuống cây số 3 nha. Cây này dòng 180k mình sẽ xuống luôn nha.
Rồi và trước mặt em là cô có các bạn là một cây lô 180k luôn. Cái này cây mã số 4 nha. Số 4. Hoành thân thì anh em so sánh cho mình với chai City luôn nha. Đây chai City đây. Để kế bên cho em anh em dễ so sánh nha. À, cái đế thì cũng rất là to. Mấy cái cọng rễ này về anh em uống đế sữa đế được luôn nha anh em. Cọng này mình chừa này mình không có cắt nè. Để luôn cho anh em về anh em sửa. Độ tuổi sữa đế rất là dễ, rất là vừa đó. Và chiều cao của nó thì đây, nuôi anh coi tàn tại tổng thể nè. Tàn tại tổng thể nha. Rồi, chiều cao của nó tới 93 cm. Đây chiều cao của nó đây. Cháo quá, màu quá. Màu quá. Đây, chiều cao 94 cm đây. Rồi, mình sẽ quay cho anh em coi thêm vòng nữa, mình xuống cây nha anh em. Đế rất là đều, đế rất là lớn nha anh em. Những cọng rễ này mình về vừa đủ độ tuổi rồi mình sửa rễ luôn nha. Nó vậy là vừa, bự quá nó sẽ bị gãy. Đó, chiều cao tổng thể của cây. Rồi mình xin phép xuống cây mã số 4 này dòng 180k luôn nha anh em. Rồi đây là cây dòng 180k. Cây này cây số 5 nha anh em. Mình sẽ cho anh em coi một vòng đế. Anh em so sánh cái thân với cái chai City nhà mình nha. Đế rất là đều nha anh em. Tàn tay tự nhiên. Chiều cao thoát thân của cây này là 69 cm. Tàn tay tự nhiên. Rồi mình đi một vòng nữa mình xuống cây nha anh em. 180k. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình xuống cây mã số 5 này là mình hết 180 cây nha. À, dòng 180k nha anh em. Đây mình còn sót lại cây anh em. Cây này cây 180k. Cây này mã số 6 nha. Còn cây này nữa là hết rồi. Hết dòng 180k. Mình sẽ cho anh em coi dòng dòng của hoành đế nha. Hoành thân thì anh em so sánh với chai City nhà mình nha. Nó ngang ngửa với chai City đó. Chiều cao của nó thì 78 cm. Chiều cao 78 cm. Tán tay rất là đều nha anh em. Rồi mình xuống dòng 180k này mình tới dòng 160k nha. Rồi đây là mình giao lưu dòng 160k nha anh em. Thân nó nhỏ hơn dòng 180k một xíu nha. Đế cũng rất là đều. Đế nôm đều đẹp. Và mình sẽ cho anh em coi tổng thể một vòng nha. Chiều cao 77 cm. Rồi mình sẽ xuống cây đầu tiên của dòng 160k nha anh em. Rồi trước mắt anh em là cây 160k, cây mã số 2 nha. Đây mình sẽ cho anh em quan sát cái tổng thể của nó. Cây ba chi ba nhánh, cây tam tài nha anh em. Đế cũng rất là đẹp. À, rễ này vừa độ tuổi để sửa đế luôn nha anh em. Chiều cao của nó là 83 cm nha anh em. Rồi mình sẽ xuống cây mã số 2 dòng 160k nha. Rồi mình tiếp tục mình cho lên cây mã số 3 dòng 160k. Đây dòng 160k, đế rất là đều đẹp nha anh em. Thân thì các bạn anh em so sánh với chai City nhà mình nha. Còn tán tay thì rất là đều, tán tay tàn tự nhiên. Đó. Chiều cao tổng thể của nó là 69 cm. Rồi mình xin phép mình xuống cây mã số 3 nha anh em, dòng 160k. Rồi đây là cây mã số 4
dòng 160k nha anh em. Đây cũng là cây cuối cùng luôn nha, cây cuối cùng. Rồi có sự cố nhỏ nhỏ xíu, nó lật cây, anh em thông cảm nha. Rồi mình tiếp tục. Đây là cái cây đế rất là đều, rất đều đẹp nha anh em. Dòng 160k, dòng cây mã số 4 là cây cuối cùng của dòng 160k bữa nay luôn nha. Chiều cao của nó là 64cm. Rồi mình quay một tour cho anh em coi tổng thể rồi mình xuống cây nha. Đế rất là đều nha em. Này đế này gì sửa đế cũng rất là phù hợp nha, cọng rễ nó vừa sửa. Rồi mình xuống cây. Rồi tiếp tục. Đây là dòng cây 140k. Mình cho anh em coi một tour cái bầu đế nha. Đế cũng rất là đều đẹp nha anh em. Chiều cao thì nó 65cm. Chiều cao 65cm nha. Hành của nó là, đây mình đo hành cho anh em coi cái dòng 140k này nha. Hành của nó là 12 nha anh em. Dòng 140k này thì hành trên dưới 12 nha. Thì lâu lâu mình sẽ đo hành một lần thôi, tại đo hành rất là bất tiện, mình làm một tay cầm máy, tay đo rất là khó nha. Rồi mình xin phép anh em mình xuống cây nha, anh em coi lại một vòng đi rồi mình xuống cây nha. Rồi sẽ xuống cây. Rồi trước mặt anh em là một cây mã số 2 của dòng 140k. Bầu đế rất là đẹp nha anh em. Đế to. Anh em so sánh cái thân với cái chai xì tin nhà mình nha. Đó, thân với chai xì tin nè. Đó, anh em tua dòng đế nè. Cây này về anh em sửa bonsai tàn tự nhiên rất là đẹp nha anh em. À, anh em quan sát đi. Và chiều cao của cây này là 58cm nha anh em. Chiều cao 58cm. Rồi mình xin phép mình xuống cây mã số 2 của dòng 140k nha. Rồi cây số 3 dòng 140k nha anh em. Anh em so sánh với chai xì tin với hoàn thân cho mình nha. Tàn tay tự nhiên. Đây anh em quan sát vòng đi. Chiều cao của nó là 74cm lên tới ngọn nha anh em. 74cm. Đế thì cũng rất là đều đẹp. Cọng rễ vừa đủ để sửa đế anh em. Anh em về sửa đế rồi rất là phù hợp nha. Để cọng rễ của nó vừa đó. Rồi mình xin phép anh em mình xuống cây nha. Rồi trước mặt anh em là một cây dòng 140k. Đây anh em coi dòng tôi nha. Cái này mã số 4 nha anh em. Chiều cao của nó là 48cm. Tàn tay tự nhiên. Đế rất là đều. Đế rất là đẹp nha. Đế rất là khủng nha. Anh em so sánh cái thân với cái chai xì tin như mình nha. Rồi mình sẽ xuống cây. Xuống cây mã số 4 nha. Rồi trước mắt các bạn là cây mã số 5 của dòng 140k. Cây này đế rất là đẹp nha anh em. Củ nở nha. Anh em so sánh cái thân với cái chai xì tin như mình nha. Hành thân của nó chắc khoảng 13-14 đó. Tán tay tự nhiên. Chiều cao nó là 79cm nha anh em. Rồi anh em coi gòn mình xuống cây nè. Bàn tay rất đều nha anh em. Rồi mình sẽ xuống cây. Thôi mình lên cây anh em. Mình tiếp tục mình lên cây dòng 140k. Cây này là cây mã số 6. Đây anh em con tua cho mình nha. Tán tay rất là đẹp nha. Cái này lắc nha anh em. Này về anh em bên bonsai đúc bài luôn nha. Đế rất là đều đẹp nè. Đó, thân của nó thì lắc lượng. Chi cành cũng tạm ổn. Chiều cao của nó là 59cm. 59cm. Rồi anh em con tô thì mình xuống cây nha. Anh em so sánh chai xì tin với thân cây cho mình nha. Cây này hoành tầm khoảng 12, trong non 12 chút xíu nha anh em. Rồi trước mắt anh em là cây mã số 7 dòng 140k. Anh em so sánh với chai xì tin cho mình nha. Tán tay đều tự nhiên, đế cũng đều đẹp luôn.
rễ rễ thì vừa vừa về sửa anh em, dễ dễ xử đế luôn, cộng rễ vừa đó anh em. Coi một vòng mình xuống cây nha. Rồi xuống cây mã số 7 dòng 140k, chiều cao của nó là 62 nha anh em. Rồi tiếp tục cây mã số 8 dòng 140k nha. Thân rất là đều, bàn tay đều đẹp, trực lắc. Đế thì nó hơi nhỏ một tí, nhưng mà củ đế, cái củ đế bắt đầu nó nở nha anh em so sánh cái thân với cái chai sitin như mình nha. Thành thân của nó khoảng tầm trên dưới 12 nha anh em. Giờ đo thân khó cho nên mình đo một lần rồi mình ước lượng chừng chừng thì cũng tương đối là chính xác. Chiều cao của nó là 70 cm, chiều cao 70 cm, hơn 70 tí. Rồi anh em con tua mình xuống cây luôn nè. Đó, trực lắc nha. Rồi mình xin phép mình xuống cây. Rồi tiếp theo đây là cây mã số 9 dòng 140k nha anh em. Cây này đế rất là đẹp nha, đế rất là phong, đế rất là cao, bonsai dáng bonsai rất là chuẩn nha anh em. Rồi mình cho anh em xem tổng thể nha. Anh em so sánh nó cái chai á với cái thân của nó cho mình nha. Hành của nó cũng trên dưới 12 nha, chắc hơn 12 á. Rồi tàn tay đều đẹp nha, bonsai nha, đế rất là cao, đế cũng to nữa. Chiều cao của nó thì 55 cm, nắng hay chá nha nè. Dạ nắng hay chá. Đây chiều cao đây 55 cm. Rồi anh em coi dòng khác nữa, mình xuống cây luôn nè. Rồi mình xin phép xuống cây. Rồi trước mắt anh em và các bạn thì đây là cây mã số 10 dòng 140k nha. Anh em so sánh nó với cái chai sitin nhà mình nha, nó cũng hoành thân, nó chắc khoảng 13 đó, 12-13 cm đó. Chắc hơn 12 cm, thân này cũng khá lớn. Rồi anh em so sánh với chai sitin và quan sát cái bộ đế cho mình nè. Đế rất là đều đẹp nha. Chiều cao của nó là 74 cm, 75 cm, 74 đây đó, 74 cm. Tán tay tàn tự nhiên rất là đều đẹp. Anh em quan sát tua nó là mình xuống cây nè. Mình xuống cây mã số 10 nha. Rồi trước mắt các bạn là cây mã số 11 của dòng 140k, cũng là cây cuối cùng của dòng 140k luôn nha anh em. Rồi anh em quan sát cái tàn tay của nó này, rất là đều nha. Tàn tay tự nhiên, chi cành rất là đều, đế thì cũng rất là đẹp nha. Cộng rễ cũng vừa, về sữa anh em về sữa đế cũng vừa phù hợp. Và chiều cao của nó là 64 cm. Đây nhìn em, 64 cm. Rồi anh em quan sát một tour là mình xuống cây, tiếp tục lên dòng cây 120k. Rồi nó lặt luôn rồi anh em ơi, coi như xuống luôn nha. Đây là dòng 140k, mình xin lỗi anh em, cây này cây cuối cùng. Cây này là dòng 140k, cây mã số 12 nha anh em. Còn sót cây mình mới phát hiện ra. Đây, anh em quan sát bộ đế của nó rất là đẹp nha. Bộ đế to, nhưng mà điều cây này là hai thân nha anh em. Ba thân nha anh em, ba thân. Ba thân mà nó dính rồi mình tách ra không được á. Ba thân. Một thân nè, hai thân. Và bên này là ba thân. Ba thân mà cái đế nó bó với nhau luôn rồi. Bây giờ cái củ đế của nó nở á, nó nở rồi nó quấn với nhau luôn. Củ đế rất là to. Và mình cũng không tách ra được nha, mình để luôn một cây luôn. Đây là cây 140k. Đây. 140k mà mình nãy mình sót á. Trong lộn trong cái đống 120k mình không thấy. Rồi chiều cao của nó là 86 cm nha anh em. Rồi anh em quan sát một qua vòng nữa rồi mình xuống cây nha. Cây về mã số 12 của dòng 140k, cây cuối cùng của dòng 140k nha anh em. Tàn tay rất là đều đẹp, ba thân dính đế với nhau, củ đế rất là to. Rồi mình xin phép xuống cây. Rồi trước mắt anh em đây là cây đầu tiên mã số 1 dòng 120k. Anh em quan sát bộ đế nha, bộ đế rất là đều đẹp nha, bộ đế to nha. Cộng rễ thì vừa sữa, anh em về vừa quấn đế luôn nha. Tàn tay tự nhiên. Anh em quan sát con tua rồi mình
anh em quan sát cái thân với cái chai Steel nhà mình nha. Đó, hoành nó cũng khoảng trên dưới 12. Rồi chiều cao, chiều cao là 65 cm, 65 cm. Rồi anh em quan sát tua đó, mình xuống cây luôn nè. À, rồi mình xuống cây đầu tiên nha anh em, cây mã số 1 của dòng 120k. Rồi trước mắt anh em là cây mã số 2 của dòng 120k luôn nha. Đầu tiên anh em quan sát bộ đế cho mình, quan sát cái thân với chai Steel cho mình nha. Hoành thân có chắc khoảng 11-12 cm. Và chiều cao của nó là 63 cm, 63-64 cm nha. Và tàn tay thì cũng tương đối. Rồi anh em quan sát cho mình nha, 120k cho em này, mã số 2. Rồi mình sẽ xuống cây nha anh em. Rồi trước mắt các bạn là cây mã số 3, dòng 120k. Anh em quan sát tua cho mình nha, tàn tay tự nhiên, chi cành cũng khá là đều, đế thì cũng rất là đẹp, cọng rễ thì vừa về anh em vừa sửa vừa uống rễ luôn nha. Đó, chiều cao của nó là 70, chiều cao 70 cm. Còn anh em quan sát tua nó, mình xuống cây luôn nha anh em, cây số 3 nha, mã số 120k. Rồi trước mặt anh em luôn là cây mã số 4, dòng 120k luôn nha anh em. Anh em quan sát cái thân với cái chai Steel nhà mình nha, bầu đế cũng rất là đẹp nha anh em, tán tay tự nhiên. Chiều cao của nó là 54 cm. Rồi anh em quan sát tua nó, mình xuống cây luôn nha. Rồi xin phép anh em mình xuống cây mã số 4, dòng 120, đúng rồi, 120k mã số 4. Rồi trước mắt anh em là cây mã số 5, dòng 120k, tàn tay đều đặn, tàn tự nhiên nha. Anh em quan sát cái thân với chai Steel cho mình nha, hành nó chắc khoảng 11 hết nè, 11. Và đế thì rất là nở đều nha. Rồi mình xuống cây, nó cục lật luôn rồi anh em ơi, mình xuống cây nha. Mã số 5, mình xin phép xuống cây mã số 5 nha anh em. Rồi mình tiếp tục cây mã số 6, mã số 6, dòng 120k. Đế rất là đẹp nha anh em. Thân thì anh em ngó và so sánh với chai Steel nhà mình nha. Hoành của nó chắc khoảng 11. Và tán tay thì tự nhiên. Mình đây thì mình đoán chừng thôi, nhưng mà rất là chính, cũng khá là chính xác nha. Giờ mình sẽ đo lại cái đúng cây này 11 nha. Lâu lâu mình cũng sẽ đo một lần thôi, chứ tại vì mình làm có ơn á, cho nên là vừa đo thân đo hoành đó nó hơi bất tiện. Rồi đây mình hào thử coi có tầm khoảng 11 không, mình đoán thì cũng khá là chính xác đó. Đây, hoành 11 luôn nha anh em. Hoành 11. Mình đo cũng khá là chính, mình độ chừng cũng rất là chính xác, tại vì mình so sánh nó với chai Steel á. Rồi hoành 11, mã số 6, dòng 120k, mình xin phép được xuống hàng luôn nha anh em các bạn. Rồi trước mặt anh em là cây mã số 7, dòng 120k. Đế rất là đẹp, rễ thì vừa về anh em vừa quấn sữa luôn á, cộng rễ vừa, nó mềm mại anh em dễ uống lắm. Rồi tàn tay tự nhiên, chiều cao của nó là 56 cm. Chiều cao 56 cm. Và anh em quan sát cái thân với chai Steel thì mình nghe, cái này hoành chắc cũng khoảng 11 rồi. Rồi tàn tay tự nhiên, mình sẽ phép được xuống cây luôn nha anh em. Rồi đây là cây mã số 8, dòng 120k, cũng là cây cuối cùng của dòng 120k luôn này luôn nha anh em. Đế rất là đẹp nha, đế lớn nha. Thân thì anh em so sánh với chai Steel nhà mình, hoành thân khoảng 11 cm. Thấy rồi, lặt cây rồi. Và tàn tay tự nhiên anh em quay luôn nha, anh em coi luôn nha, tàn tay tự nhiên. Chiều cao thì khoảng 63 cm. Rồi anh em mình xin phép xuống cây luôn nha, nó lực luôn rồi. Rồi trước mắt các bạn, đây là dòng 100k, cây đầu tiên dòng 100k nha. Tàn bonsai, dáng rêu phong, dáng gió lùa nha, gió lùa. Đế rất là đẹp nha, lớn nha. Thân thì hoành không phần 10. Và anh em quan sát với chai Steel nhà mình nha, đế rất là to. Rồi cây này 100k, mã số 1, 100k. Rồi cây số 2, dòng 100k luôn nha anh em. Đây 100k, cây này thì nó suông, mình nhánh nó đã đâm tàu lao, mình tỉa hết rồi. Đó, mình tỉa hết còn thân chính nè, này giờ anh em
cắt lại cho nó nhảy tàn nha. Chiều cao nó hơn 60 cm đó. Và dòng 100k này là cây số mã số 2. À, dòng 100k này mình sẽ bán một cặp nha anh em, mình không có bán lẻ nha. Có 100k thì mình bán đôi luôn, một đôi mã số 2 và mã số 1. Vừa rồi là mình bán một bộ là 200k một cặp đó, anh em quan sát bộ đế nè. Đây 200k, 200k là chúng ta sẽ có được hai cây bonsai nha, rất đẹp nha. Hành đế to, về sửa đế thì tương lai rất là lớn nha các bạn. Đây bộ này là 200k đây. Mã số 1 và mã số 2. Và đây là mã số 3 và mã số 4. Bộ này mình cũng bán 200k luôn, 200k một cặp nha anh em, tức là một cây 100k. Cũng là mã số cuối cùng mà mình sẽ giao lưu hôm nay. Đây là một đôi. À, chắc này mình làm biến rồi, mình để hai thằng quay chung bộ luôn. À, một cây 100k, hai cây 200k nha anh em, bộ đế rất là đều đẹp nha. Rồi thì mình cảm ơn em đã theo dõi video clip của mình. Thì mình cũng đôi lời muốn nói với anh em như thế này. Thì tất cả dòng sản phẩm của bên vườn mình, nói cây phôi nói chung và cũng như tất cả sản phẩm cây nói riêng nha, thì bên vườn mình là mình bán không bao ship, bán giá tại vườn. Và mình không nhận code, không nhận cọc nha anh em, mình nhận chuyển khoản đủ. Tức là mình sẽ anh em đặt hàng cũng như mua hàng bên vườn mình á, thì bên vườn mình sẽ nhận đủ tiền mới gửi hàng đi nha. Mình sẽ không nhận code hay không nhận cọc bất cứ đơn hàng nào cả. Anh em thích thì giao lưu với mình, tin tưởng thì giao lưu, còn cảm thấy nghi ngờ thì anh em mình có thể thêm cho vui cũng được, không sao hết. Còn hàng của mình thì mình giao đúng như cái cây mình đã chia sẻ với anh em, đã báo giá và đã đúng y hình. Nếu như các bạn nào, anh em nào mà nhận được hàng mà có nhận được hàng mà không cảm thấy mà không đúng như cái cây mà mình đã giới thiệu á, mình tặng không cho anh em luôn. Đó là uy tín. Vườn mình làm rất là nhiều. Trước giờ thì mình không có làm YouTube hay là không có quay để mà chia sẻ với anh em như thế này. Thì gần đây thì được anh em yêu cầu rất là nhiều, và mình cũng có video đến cho anh em á, thì mình sẽ bán lẻ chứ thật ra nào dùng đơn sĩ thôi, bán giá tại vườn tại ruộng, bán nguyên cánh đồng luôn cho anh em xài, anh em về anh em bán lại. Còn giờ thì mình bán lẻ một số cho anh em nào mua lẻ giao lưu. Anh em nào muốn mua số sườn sỉ hàng trăm hàng ngàn cây vườn mình vẫn có luôn nha. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video gần đây nhất. Xin cảm ơn.